please. Please. Đây là một chiếc em vẽ, nó có vẻ vô cùng phức tạp. Dùng ngòi bút là lưỡi, em tạo ra những câu chuyện khiếp đảm. Em nên biết thì hơn, anh luôn biết được nhiều hơn. Dăm ba lời nói giả dối đó thì em nghĩ che đậy được điều gì hơn. Em đừng chối là không nha, đừng vội nói về hai ta. Cứ nói cái chuyện mà em và nó cùng phạm nhau. Hôm qua còn sống cách anh từng đã, em cứ nói ra đi mà. Mặc kệ cảm giác mệt mỏi anh đã chịu đựng bao lâu nay em có biết không à. Cứ mỉm cười đi em đừng lo nghĩ nhiều. Con người giả tạo như em anh nghĩ chắc cũng chẳng sống được bao nhiêu. Hãy để anh giúp em nhá, đừng lo và tin đi mà. Ích kỷ giận hờn vô cớ, cách em đối xử bao lâu qua. Giảm xếp sẽ thật đáng sợ, khi nhận chú hề không còn cười. Trái tim anh đã đau một thì bộ óc anh nó trả em gấp 10. Đừng quỳ và xin anh như vậy, ngừng mặt rồi cười lên em. Không muốn nhìn em van lậy, làm ơn im miệng và đi em. Vài dòng quế sẽ biết cho em, mặc một chút lòng tin vẫn còn đấy. Lúc này anh đã không thuộc về em, khi con quỳ cho anh giờ thức dậy. Lại đây đi nào, em hãy lại đây đi nào. Cùng anh đi vào, em sẽ thỏa sức chết cao. Liếm đặt trên đôi bờ môi, nhưng ánh mắt em giờ đây chỉ còn là sự hững hờ. Liệu rằng sự thật ở đâu sau bao nhiêu dối lừa. Đừng giật mình vì chính em nay là người đã khác xưa. Anh muốn nói rằng shut up, shut up, shut up. Baby just shut up, shut up, shut up. Baby just shut up, shut up, shut up. Anh không còn muốn nói nữa đâu, chẳng còn gì để nói đâu. Chuyện xảy ra và những ngày qua chẳng lẽ vẫn không đủ cơ sở để cho anh được thốt những lời nói này ra là em con ăn bá mất nết. Em không thể câm họng đi à, thật đáng khinh cho cách mà em lết và nói với anh hay làm ơn đi mà. Anh làm vậy có thừa không em, khi hoài nghi về những uẩn khuất, thắc mắc về những điều mơ ám, về những hành động dơ bẩn nhất. Và tất cả những điều đó đã giúp em tự hạ thấp đi cái phẩm chất của mình và không giống với gã làm mặt nào đó cũng đã rủ nhau lần lượt. Anh không yêu cầu nhiều từ em, ít ra anh vẫn có em mà từ em. Tốt hơn hết là em nên cút trước khi anh bùng nổ cảm xúc đang xem. Đi đi em đừng nói gì thế, tại không để nổi mà nữa rồi. Đi tìm những thói cảm sống còn sót lại của em mà chui vào giữa môi. Liếm đặt trên đôi bờ môi, nhưng ánh mắt em giờ đây chỉ còn là sự hững hờ. Liệu rằng sự thật ở đâu sau bao nhiêu dối lừa. Đừng giật mình vì chính em nay là người đã khác xưa. Anh muốn nói rằng shut up, shut up, shut up. Baby just shut up, shut up, shut up. Baby just shut up, shut up, shut up. Anh không còn muốn nói nữa đâu, chẳng còn gì để nói đâu. Em có cần làm vậy không em? Nửa mặt có đánh đổi được gì đâu em. Tìm điều gì tốt hơn nói với anh xem. Trông em thật đáng thương với những thứ đang làm. Em không cần phải nói thêm gì cho xa đi đáp. Oh oh, anh chẳng muốn phải nghe thêm một tiếng cầu xin cho xa đi đáp. Cho xa đi đáp. Dẫu có đem theo yêu thương ngồi liếm đặt trên đôi bờ môi, nhưng ánh mắt em giờ đây chỉ còn là sự hững hờ. Liệu rằng sự thật ở đâu sau bao nhiêu dối lừa. Đừng giật mình vì chính em nay là người đã khác xưa. Anh muốn nói rằng shut up, shut up, shut up. Just baby just shut up, just shut up, shut up. Baby just shut up, shut up, shut up. Anh không còn muốn nói nữa đâu, chẳng còn gì để nói đâu. Yeah.